Tạm chia tay với Euro, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số diễn biến đáng chú ý của thể thao trong nước. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố chương trình Caravan Thư viện 2030 lần thứ 7 năm 2016. Điểm nổi bật của chương trình năm nay là việc xác lập kỷ lục về đoàn xe ô tô Caravan doanh nhân dài nhất Việt Nam. Chương trình Caravan Thư viện 2030 được tổ chức hàng năm với mục tiêu chung tay giúp đỡ các em học sinh tại vùng sâu vùng xa thông qua các hoạt động trao tặng thư viện sách. Trong năm thứ 7 được tổ chức, chương trình sẽ tiếp tục mang món quà tri thức này đến với các em học sinh tại hai trường tiểu học tại xã Ia Sien, huyện Buôn Đôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk với một thư viện hiện đại đầy đủ nội thất, sách tham khảo, sách truyện, dàn máy vi tính và bàn ghế học tập. Chương trình Caravan Thư viện 2030 lần thứ 7 năm 2016 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 8 năm 2016. Cũng trong năm nay, chương trình sẽ trở nên độc đáo và hấp dẫn hơn với việc xác lập kỷ lục đoàn xe ô tô caravan doanh nhân dài nhất Việt Nam.